Hello anh em nhá. Ngày hôm nay thì có đơn hàng súp 40 và cục đẩy LT4000 để gửi cho một bác khách. Thì trước khi gửi hàng thì bên em cũng test rất là kỹ càng ở đây. Anh em có thể nhìn thấy đây là cặp đôi súp đơn bát 40 TWK15m anh em nhá. Bát 40 sử dụng là từ 220 con 100. Đây đều là những sản phẩm hàng chính hãng của thương hiệu lưới Autic Sơn Sơn Cát anh em nhá. Đấy. Rất uy lực anh em nhá. Rất uy lực. Sơn Sơn Cát anh em nhá. Súp bát 40. Bác này thì chơi một cặp luôn. Một cặp súp 40 và cục đẩy LT4000. Thì hiện tại kênh 12 em đang đánh full và kênh 34 này thì em đang test đánh, mỗi kênh sẽ đánh một quả súp hơi cho bác khách. Đấy, anh em để đấy. Dòng súp hơi 40 này thì bên em bán khá là nhiều rồi và được rất nhiều anh em yêu thích. Vì sao? Cái lớp sơn nó rất là xịn sò này. Tiếp theo là dòng sản phẩm chính hãng này. Cái thứ ba tiếp theo là đánh con này rất lực, xuống rất là sâu. Bát 40 anh em nhé. Bát 40 sử dụng loa từ 220 con 100. Ở đây thì anh em có thể nhìn thấy những thông số của nhà hãng đưa ra như trở kháng 8 ohm, công suất từ 500 đến 1200W và sensitivity max lên tới là 1130 dB. Và cái quan trọng này, cái tần số nó có thể xuống được tới 30Hz anh em nhá. 30Hz nó là một cái gì đó quá là khủng khiếp cho tới tất cả anh em. Thường thì các dòng súp mà 50 nó xuống được 30 hoặc xuống được 32Hz thôi. Nhưng đây 40 nó có thể xuống được tới 30Hz, nó cực kỳ là uy lực và cực kỳ là xuống sâu anh em nhá. Đấy. Cho anh em để nghe đây. Đấy. Tiếng súp thì nó thu hơi khó và nó đánh thì hầu như là rung hết nhà luôn. Sử dụng một cặp này anh em đánh trong gia đình thì thoải mái luôn anh em nhá. Đấy, dùng đánh gia đình thì quá thoải mái cho anh em, bao uy lực luôn. Đấy, bao uy lực luôn anh em nhá. Đấy. Sang bên đây tiếp một quả này. Sơn Sơn Cát và hai tay sách ở hai bên anh em nhá. Mỗi bên sẽ có một tay sách. Anh em thì nhìn thấy những lớp sơn của nó. Quá đẳng cấp luôn đúng không ạ? Lớp sơn của nó. Đấy. Dưới này thì nó có những cái cọc anh em nhá. Cọc để nó có thể bắt được những cái chân, những cái chân để chân đứng cắm cọc. Anh em có thể bắt các dòng loa full và anh em chơi với dàn sự kiện mini nhỏ nhỏ ngoài trời đấy. Anh em cũng có thể cắm cọc vào đây và anh em dựng loa full ở trên. Thì anh em có thể chơi với lại loa full 30 hoặc là full 40. Mỗi kênh anh em cắm cọc lên thì nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn anh em nhá. Dòng này thì em đã mở nội thất rồi, anh em có thể xem lại qua các video trên YouTube bằng cách gõ TWK15S Sơn Tuấn Audio để anh em có thể xem được các video bài test về những cái chiếc súp bát 40 TWK15S này. Đây là một cặp súp anh em nhé, 13 triệu một cặp và 6.500.000 đồng nó là một chiếc, giá trên là giá chưa gồm phí ship, ok chưa? Và tiếp theo mà sản phẩm này bác mới chọn đó là cục đẩy lưới Autic LT4000. Cục đẩy này thì công suất đạt chuẩn 1000W trên một kênh ở cái chế độ 8 ohm. Bác thì có hai cặp bát 30 nữa thì bác đánh trên hai kênh 12 và kênh 34 này thì bác đánh súp chưa? Đấy, đây em đang test súp này. Đấy, test súp luôn anh em nhá. Đánh súp mà nó riêng luôn, mỗi kênh đánh một quả. Nếu con này đạt chuẩn 1000W thì nó có thể khai thác được tối đa cái chất âm của dòng súp 40 rồi. Đấy, súp 50 nó còn dã được luôn anh em nhá. Cục đẩy LT4000 này thì là 72 sò NG, mạch class H và cái chất âm của nó đánh súp, đánh full, đánh trong gia đình cho anh em thì con này nó không ngán bất kỳ một loại loa nào. Anh em chơi trong gia đình thì thoải mái, loa nào nó cũng có thể chiến được, từ full, từ súp, con này nó có thể chiến được hoàn toàn luôn. Và size nó 2U thôi anh em nhá, size 2U chạy rất là mát máy và cực kỳ mượt mà. Nguồn xuyến thì rất là to, đường kính size 22. Đấy, đều sản phẩm hàng mới, bên em thì đều bóc thùng ra rồi và test hàng luôn để gửi cho bác khách này. Đấy. LT4000 này thì giá hiện tại đó là 8.700.000 đồng, giá trên cũng chưa gồm phí ship anh em nhá. 8.700.000 cộng với lại 13 triệu là 21.700.000 đồng một cặp súp và một chiếc cục đẩy LT4000. Thì hàng thì em tiết nhanh và em sẽ gửi cái video cho bác là hàng của bác đây. Hàng thì đều bóc thùng bóc hộp hết thôi. Đấy. Hàng đều bóc thùng bóc hộp và chút nữa thì sẽ đóng rất là chắc chắn, anh em cứ yên tâm và tin tưởng cái đặt hàng thôi. Rất cảm ơn bác khách này cũng đã tin tưởng và đặt cái dòng sản phẩm này bên em. Hai súp và một đẩy LT4000 luôn anh em nhá. Đấy, ok. Anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp anh em nhá. Súp này là 6.500.000 một quả, 13 triệu một cặp. LT4000 kia là 8.700.000 anh em nhá. Ok. Cho tất cả anh em, hẹn anh em ở các clip lần sau.